Chương trình Một Tách Trà với An Miên xin kính chào quý vị. Một Tách Trà là chương trình gửi đến tất cả quý vị những giây phút thư giãn, ôn cố tri tân, nhớ về xưa cũ và đồng thời tìm hiểu học hỏi thêm điều mới, nhưng luôn luôn có nụ cười bên tách trà ấm áp. Thưa quý vị, đồng hành với An Miên trong chương trình này, cô là một dược sĩ và đồng thời cũng là tư vấn viên chuyên về tâm lý đời sống, đặc biệt là về sức khỏe tâm trí. Mời quý vị cùng với An Miên chúng ta gửi lời chào đến cô. Chào Cindy. Cindy chào chị An Miên và Cindy xin kính chào quý khán thính giả của Đài Sài Gòn TV. Thưa Cindy và thưa quý vị, chúng ta đang sống gọi là trên một cái mảnh đất, đó là chúng ta một cái nhìn gọi là gần gũi nhất, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng biết chúng ta đang sống trong một thế giới, một vũ trụ thì đúng hơn. Và thế giới vũ trụ này từ đâu mà ra? Nó là một cả một hệ thống sinh thái rất là kỳ diệu. Và hôm nay chúng ta cũng nói về hệ thống sinh thái, nhưng mà không phải nói tới với cái tư cách là những chuyên gia về môi trường hay như thế nào, nhưng chúng ta đang nói tới cái tầm quan trọng của hệ thống sinh thái và tâm lý đời sống và cuộc sống của chúng ta. Và Cindy nghĩ sao về hệ thống sinh thái khi mà chúng ta là những người gọi là không phải là những chuyên gia, chúng ta cần phải biết gì, hiểu gì về hệ thống sinh thái? Để cho mình có một cái đời sống gọi là lành mạnh mà thoải mái tinh thần á, thì mình phải để mình vào ở trong một cái môi trường, mà ở trong cái môi trường này Cindy gọi nó là một cái ecosystem, là một cái hệ sinh thái mà nó tương tác và hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy đó, mình cứ hình dung mình giống như là một cái cây vậy. Thì để mà mình có thể phát triển và ra những cái quả ngọt nhất, tốt nhất á, thì chung quanh mình phải cần có những gì, bao gồm cả đất chẳng hạn, rồi cây cỏ chung quanh, ánh nắng mặt trời. Thì đây là những cái yếu tố gọi là hệ sinh thái. Và cái sức khỏe tinh thần của mình nó cũng giống như vậy. Để mà mình có thể có được một đời sống an lạc, bình an và hạnh phúc thật sự, thì mình phải đặt mình vào những cái môi trường mà ở đây mình có những cái nguồn cung cấp về mặt tinh thần. Và nhất là mình phải nhận diện ra được là mình đang ở trong những cái tình trạng gọi là toxic, là những cái tình trạng hoặc là những cái môi trường độc hại, để mà mình có thể kịp thời thoát ra. Thì như vậy mình sẽ tự mình sẽ tạo ra một cái hệ sinh thái tốt cho bản thân của mình, và từ đó cái cây của mình nó mới lớn mạnh được, và cái sức khỏe về tinh thần của mình nó luôn luôn là được nuôi dưỡng. Hệ mà mình đi lệch hoặc là cái sức khỏe tinh thần của mình nó bị xuống dốc á, thì cái hệ sinh thái này sẽ hỗ trợ mình và đưa mình lại cái sự quân bình. Thì đó là cái mà Cindy thấy là nó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Vì mình có tồn tại một mình được, mà chung quanh mình á, mình phải tương tác và mình phải có những cái mối liên hệ chung quanh của mình. Thì nếu mà mình cô độc một mình thì nó rất dễ, mình trốn vào rừng mình ở đi, thì mình chỉ có là đối diện với lại cây cỏ thú. Nhưng mà ở đây á, là mình đối diện với rất là nhiều cái hoàn cảnh và những cái môi trường khác nhau. Thì làm sao để mà biết được mình đang ở trong một cái hệ sinh thái tốt? Và Cindy đang nói tới hệ sinh thái đây, tức là những cái môi trường mình sống. Nhưng mà thật ra đó, chúng ta đi xa hơn nữa, sâu hơn một chút xíu nữa thôi, thì chúng ta sẽ hiểu được. Mà cái việc đi xa đi sâu này nó giúp cho chúng ta có một gọi là điều chỉnh lại thái độ và tâm lý của chúng ta đối với cuộc sống trước mắt của chúng ta. Bởi vì chắc có lẽ là quý vị như Cindy hay là Amin đều có một cái sơ khởi, sơ sơ thôi, tức là biết một cái bên ngoài. Hệ sinh thái là bao gồm cả vũ trụ. Chứ nhiều khi có nhiều người nói hệ sinh thái là chỉ nghĩ môi trường chỉ là một phần của hệ sinh thái. Thực ra có những hành tinh, rồi có những không gian, có những loài vật và có nhiều chủng vật khác nhau. Loài người cũng là một trong những hệ sinh thái. Và đồng thời có nhiều người nói, chứ cái gì nhìn thấy là hệ sinh thái, Amin nó không phải, người ta phân biệt nhiều lắm. Nói chung là mình không hề đi sâu, nhưng mà Amin xin được trình bày bao quát là hệ sinh thái về đại dương, hệ sinh thái về những khu rừng nguyên sinh, rồi hệ sinh thái của sông ngòi hồ, rồi hệ sinh thái của những cái nơi thành phố nè, rồi những cái nơi thôn quê. Mỗi nơi đều có những hệ sinh thái và nó mang cái gọi là đặc trưng riêng của chủng loài khác nhau. Ngay cả vi trùng chúng ta cũng cho là hệ sinh thái. Và đồng thời người ta hỏi hệ sinh thái là gì, thì câu trả lời chung chung là tất cả vạn vật. Và có một điều mà như nãy Cindy có nói đó, chúng ta nên tìm hiểu biết một chút về hệ sinh thái để làm gì, để chúng ta biết được vai trò
và cái sự khác biệt. Và đôi khi người ta phân loại đại khái là để cho quý vị rõ, mà nếu mà thiếu sót thì xin đi bổ túc thêm cho chị. Tự vì admin cũng đi tìm hiểu thì được biết là admin càng tìm hiểu thì cái này không phải là mê tín tôn giáo, mà admin lại cảm giác là rất là khâm phục đấng giác ngộ là Đức Phật. Bởi vì mấy ngàn năm trước Ngài đã nói hết những cái gì mà mấy ngàn năm sau chúng ta đang từ từ chứng minh chưa hết. Thì ngay cả những cái nước chúng ta uống cũng là có những hệ sinh thái nằm đó, là những cái vi sinh mà mình không nhìn thấy. Rồi những cái chất độc theo thời gian, theo cái diện tiến hóa, thì nói chung hệ sinh thái là bao gồm cái gì? Bao gồm cái vấn đề là mối quan hệ cộng sinh, tức là cùng nhau để sinh trưởng, sinh sản. Và đồng thời quan hệ cạnh tranh, tức là sanh tồn, sanh diệt, tức là những loài trội hơn, tiêu diệt những loài bé, chẳng hạn như cỏ dại mọc lấn cả hoa thơm cỏ tốt của chúng ta. Rồi có những cái loại gọi là ký sinh, tức là sống gợi vào, như loài tảo. Rồi có những cái loại gọi là giống như là nó sinh sản, nó giúp cho chúng ta có dinh dưỡng. Thành ra nói tóm lại, hệ sinh thái là tất cả. Nhưng mà bây giờ cái điểm chính mà chắc có lẽ là Cindy muốn cho mọi người biết là hệ sinh thái nó ảnh hưởng, nhất là bây giờ là hệ sinh thái dần dần bị hủy hoại, bị damage rất nhiều, dẫn tới ô nhiễm. Cái đó nó ảnh hưởng về tâm lý đúng không? Dạ. Thì cái trong cái hệ sinh thái đó có những cái yếu tố lớn và có những cái yếu tố nó nhỏ. Thì lớn mình có thể nói là vũ trụ, những cái ngoài không gian, nhưng mà bây giờ mình sẽ chỉ có đề cập tới những cái yếu tố trong cái hệ sinh thái mà mình có thể ảnh hưởng hoặc là thay đổi được, hoặc là chọn lựa được. Ví dụ như cái mà Cindy thấy là cái đầu tiên nhất ấy, là cái nơi mà mình sinh sống, đúng không? Thì cái nơi mà mình sinh sống bao gồm cả thời tiết này. Nếu mà mình ở trong một cái thời tiết rất là khắc nghiệt, chẳng hạn như rất là nóng bức hoặc là rất là lạnh lẽo, thì nó cũng ảnh hưởng lên cái sức khỏe tinh thần của mình. Nếu mình ở trong một cái môi trường mà có nhiều cái chất hóa học hoặc là đào thải ra ngoài, thì mình hít thở những cái không khí đó, mình cũng nhiễm độc luôn. Và một cái phần ở trong cái yếu tố mà để chữa những cái bệnh tinh thần hoặc là làm cho cái tinh thần mình thoải mái hơn á, là mình phải gần gũi với thiên nhiên. Là cái nơi mình sinh sống ít hay nhiều thì nó cũng phải cho mình được không có bị bó hẹp về cái không gian, và cái nơi mình cư trú cũng nên có cây xanh, hoặc là cũng nên có mình ít ra trong cái tuần mình phải đi ra ngoài để mà mình tiếp xúc được với lại nước, suối hoặc là những cây cỏ thiên nhiên á, thì từ những cái tiếp xúc với thiên nhiên như vậy nó chữa lành rất là nhiều ở trong cái tâm hồn của mình. Thì đó là cái hệ sinh thái đầu, cái yếu tố đầu tiên trong cái hệ sinh thái là cái môi trường nơi mình sinh sống. Ngoài cái không gian ở ngoài đi, thì cái cộng đồng của mình, nếu mà mình ở trong cái cộng đồng mà mình gọi là có nhiều crime, có nhiều tội ác, hoặc là nó không an toàn đi, thì nó rất là khó cho mình giữ được cái tâm tĩnh lặng của mình, hoặc là mình cảm thấy cứ hồi hộp sợ sệt hoài. Mà cái khung cảnh đó là nó quyết định rất là nhiều cái phần ở trong cái sự an bình của mình. Nếu mà mình tưởng tượng là mình đi dạo ở ngoài ở trong cái khu mình ở mà nó nhiều cây cối hiền hòa, mọi người chào hỏi nhau, chứ nó phải khác với lại mình ở trong một cái môi trường mà mọi người có thể là mình nghe nhiều tiếng nhạc ồn hơn, hoặc là thấy có nhiều nhân vật mà gọi là cũng hơi sợ, làm cho mình sợ, đúng không? Thì cái môi trường đó nó không an toàn, thì nó phải làm cho cái đời sống của mình nó không có cái chất lượng ở trong đó. Rồi nếu như mà mình gom nó nhỏ lại một chút xíu nữa, thì cái ngôi nhà của mình ở không cần phải là nó quá là sang trọng hay là tiện nghi, nhưng cái mà nó cần á là cái yếu tố của ngăn nắp. Ví dụ như mà mình về một cái ngôi nhà mà có nhiều các bệnh nhân mà Cindy thấy là có vấn đề về tâm lý đó, là họ rất là thích tích trữ lại rác và đồ, thì họ gom họ không thể dục cái gì đi cả, bao rác tất cả mọi nơi và rất là dơ chén không rửa đó. Thì mình hãy hình dung là mình ở trong một cái ngôi nhà như vậy, từ cái mùi hôi, từ cái mắt mình nhìn không có sạch sẽ, thì mình giữ cho cái ngôi nhà của mình luôn luôn là sạch sẽ và ngăn nắp.
nó không cần giàu có, không cần và nó có những cái yếu tố đơn giản đó, thì tâm của mình như thế nào đó thì mình sẽ thể hiện ra cái không gian sống của mình. Khi Cindy bước vào một ngôi nhà của một người bạn hay là một người Cindy biết được cái tình trạng tâm lý của cái người đó. Thế mà họ gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ lắm, mình biết người này có một đời sống lành mạnh về tinh thần. Và mình bước vào á, mà mọi thứ đều rối tung lên, đồ đạc vứt tất cả mọi nơi, là mình thấy được cái sự hỗn tạp ở trong cái đời sống hiện tại của họ chứ. Thì chính trong cái ngôi nhà của mình, cái nơi mình ở, là nó có cái sức ảnh hưởng lên cái đời sống của chính bản thân mình, thì nó cũng là nằm trong cái hệ sinh thái của mình. Cái này là mình đang nói về môi trường này, là ở ngoài mình tiếp xúc được với thiên nhiên không, ở nhà mình có ngăn nắp không, mà cái môi trường á, mà Cindy thấy nó rất là đóng một cái phần gọi là to lớn ở trong cuộc đời của mình á, là cái môi trường làm việc của mình. Vì phần lớn á, mình đang nói một người có một cuộc sống bình thường đi, thì cái phần lớn mình dành cái thời gian là ở đâu? Mình dành cái thời gian của mình là ở cái nơi làm việc của mình. Mà nếu cái nơi làm việc của mình mà nó trở thành một cái nơi gọi là toxic working environment, là một cái nơi làm việc độc hại đó, thì mình chắc chắn nhiễm độc rồi. Mà bây giờ nếu như mình đang ở trong một cái môi trường làm việc độc hại đi, thì mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì vì mình đang có công việc làm, nó cho mình có thể là có một cái đời sống về vật chất có thể là ổn thỏa, nhưng mà bù lại mình phải đối diện với nhiều thứ, nhiều áp lực đi. Thì chính mình phải tự ra cái quyết định và cân bằng lại cái nào nó đáng hoặc là cái nào nó không đáng. Nếu như mà mình chọn là mình sẽ được có đầy đủ về vật chất thì mình sẽ mất đi cái phần tinh thần. Thì mình á, là phải có cái trí để nhìn ra và đòi hỏi sự dũng cảm để từ bỏ nếu như nó thực sự là độc hại đối với mình. Thì đây là cái môi trường của làm việc mà phần lớn con người mình bị áp lực, là áp lực từ công việc và đem luôn về nhà và ảnh hưởng lên hết tất cả các mối quan hệ của mình. Thì đó là những cái yếu tố ở ngoài của cái hệ sinh thái của mình. Xin quý vị về và quý vị bắt đầu chiêm nghiệm lại mình đang sống ở trong một cái hệ sinh thái như thế nào đây. Cái này là mình chưa đi vào sâu về các mối quan hệ, mình chỉ nói là sơ sơ là cái environment, cái community của mình thôi. Ở trong cái hệ sinh thái của mình có những cái cộng đồng gọi là Cindy gọi là thiện trí thức không? Thiện trí thức là những người bạn và những người là luôn ở bên cạnh của mình để hướng dẫn cho mình, để nâng đỡ về mặt tinh thần của mình, là những người có thể là những lãnh đạo về tôn giáo. Những bạn mà cùng đi tu tập với mình là thiện trí thức của mình, họ luôn cho mình những cái học hỏi mới, tiếp cận với lại những cái vị mà cho mình những cái trí tuệ và luôn luôn được nuôi dưỡng trong cái lòng từ bi. Thì những người bạn này á, và hoặc là những người thầy, những người bậc tôn giáo này á, là không thể thiếu được ở trong cuộc đời của mình. Mình không có họ là mình một khi mình xuống dốc tinh thần, không ai, mình không thể nương tựa vào đâu, không ai nâng đỡ mình lên, mà mình sẽ bị mất phương hướng. Đa phần những con người mà có một cái tham vọng, giống như là họ muốn thành công và bất chấp về cái việc thành công của mình, cứ đi thẳng vào một con đường như vậy, là vì không có ai dừng họ lại, không có một cái tiếng chuông nào cảnh báo cho họ biết là tất cả mọi người đã rời xa bạn rồi. Bây giờ là bạn chỉ có công việc hoặc là cái việc đó thôi, sức khỏe tinh thần của bạn đã xuống cấp trầm trọng rồi, không ai giống lên cái hồi chuông cảnh báo đó, cho nên họ cứ lao đi thôi. Còn nếu như mà mình để mình vào và thiết lập cho mình ở chung quanh những cái vị này đó, thì họ sẽ nói cho mình biết, họ sẽ chỉ ra, vì đôi khi mình mù mờ nhưng mà người ngoài thì sáng suốt. Đúng vậy. Và khi mà Cindy đưa chủ đề cho An Miên là hệ sinh thái lành mạnh, thì phải nói là An Miên cũng hiểu là Cindy muốn liên tưởng tới cái hệ sinh thái này. An Miên hiểu rằng là Cindy muốn nói tới hệ sinh thái theo góc nhìn của tâm lý và đời sống. Còn riêng An Miên thì lại khi nói tới hệ sinh thái thì An Miên lại hay hiểu tới những cái tác động của gọi là bên ngoài, cái môi trường sống và đồng thời của cái hành tinh mình đang sống và những gì mà nó ảnh hưởng. Thì An Miên nói nó không ảnh hưởng trực tiếp thì nó ảnh hưởng gián tiếp. Thành ra cho nên những cái ý tưởng mà đưa ra cho quý vị á, là quý vị lại thêm lợi rồi, là quý vị có cái hai cái nhìn về hai phía. Tức là
Amy muốn nói tới ngày hôm nay chúng ta ở trong tình trạng như thế nào, môi trường sống như thế nào, rồi tại sao chúng ta lại có một cái cuộc sống rất là bừa bộn, rồi tâm trí không ổn, và bây giờ càng ngày chúng ta càng thấy những cái chuyện đau lòng nó xảy ra rất là nhiều. Là chẳng hạn như hôm nay lại nghe vận động viên mới có 30 tuổi đang thành công rực rỡ về đánh gôn lại tự tử. Nghĩa là có hết cả tình yêu, tài sản, sự nghiệp, thì chắc có lẽ là chúng ta cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rồi chẳng hạn như là ở bên Việt Nam lại đang đau buồn vì một em bé cũng chết, bị bạn bè đánh, rồi em bé cũng tự, có nhiều em bé rồi tự tử, nước nọ nước kia chúng ta nghe nhan nhản. Rồi nào là chiến tranh, nghĩa là chỉ cần, nghĩa là hôm nay chết bao nhiêu binh đoàn, ngày xưa chết bao nhiêu thường dân, rồi bao nhiêu trẻ, rồi bắt giam con tin, thì chúng ta cảm giác là càng ngày xã hội nó càng quay cuồng. Bởi vì tin tức bây giờ là tin thật, tin giả là cứ thảy ra cho quý vị, giống như là cả một vũ trụ bị ô nhiễm. Cho nên như Cindy nói đó, mà anh Minh cũng nói cái này cho vui thôi, vì một tách trà đối với anh Minh là thư giãn mà, mình đâu có làm thay đổi trong chốc lát được, tức là về thu xếp lại. Anh Minh hay gọi là thỉnh thoảng rên rỉ cái câu thơ của ông, bài hát của ông Trịnh Công Sơn là về thu xếp lại. Vâng, cảm ơn quý vị đang theo dõi, xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại. Vâng, và như là nãy mình cũng nói tới đó, là Cindy bảo là cái tâm lý nó thể hiện ở cái môi trường sống, và môi trường sống nó lại tương tác lại. Như vậy là nó có một cái sự gọi là quan hệ, liên hệ, và nó cộng sinh với nhau. Cho nên có thể nào mà mình nói rằng là vì môi trường ô nhiễm, vì cuộc sống bây giờ coi như là cái hệ sinh thái chúng ta càng ngày càng bị hủy hoại đó, nó dẫn tới, tại vì dạo sau này á, là cái vấn đề sức khỏe tâm trí của người ta nó càng ngày nó càng có nhiều cái vấn đề, và nó trở thành một cái những là khó mà giải quyết, khó mà chữa trị, đúng không? Dạ. Cái luật của vũ trụ á, là luôn luôn mọi cá thể và các hiện tượng đều tương tác lẫn nhau và ảnh hưởng lên nhau, giống như là có một cái theory gọi là một cái butterfly effect, là một cái vỗ cánh bướm ở Brazil có thể tạo nên một cơn bão ở Texas. Thì đó là do, cho dù là cái sự ảnh hưởng nó nhỏ, nhưng nó sẽ bắt đầu giống như một cái domino effect, nó affect lên người này và người kia, và nó ảnh hưởng. Đương nhiên là cái năng lượng của vũ trụ nó ảnh hưởng lên mình, và mình cũng có ảnh hưởng lên cái năng lượng chung quanh của vũ trụ. Mà cái luật của vũ trụ là cái luật của gọi là nó sẽ balance lại, nó sẽ đưa vào một cái trạng thái quân bình. Hễ mà mình làm cho nó quá chaos, nó cái ngày đi xuống thì tất cả mọi thứ đều phải săn bằng để mà quân bình trở lại. Ví dụ như nếu mà mình nhìn ở trên một cái tổng thể đi, thì một vài chục năm qua đó, cái đời sống của con người hiện tại là như thế nào, mình đang đi theo cái chiều hướng gì, mình đang đi theo cái chiều hướng của hướng thiện, hay là mình đang đi theo cái chiều hướng của mình có nhiều chiến tranh hơn, mình làm hại môi trường nhiều hơn, và cái đời sống tinh thần của mình nó đang đi xuống hay nó đi lên. Thì mình nhìn nó thì mình sẽ thấy là mọi thứ đều đang đi xuống chứ đâu đi lên đâu. Thì nó phải có một cái việc nó xảy ra để nó quân bình trở lại, để nó cảnh báo mình. Bây giờ là con người của chúng ta đi về những cái phần của kỹ thuật mà nó nghiêng về cái đời sống ảo đi. Mình sống ở trong một cái môi trường nghiện ngập phone, nghiện ngập về tất cả các thiết bị để làm cho mình không có sống thực tại, thì mình sẽ thấy là sẽ đúng có nhiều người tự tử hơn, chiến tranh sẽ xảy ra nhiều hơn, vì là mình đã mất cái kết nối giữa mình với lại thiên nhiên, mất kết nối giữa mình với người chung quanh, và cái quan trọng nhất là mình không có kết nối được với mình. Mình đang xuống như vậy nè, nhưng mấy ai của trong con người của chúng ta nhận ra rằng tình trạng của mình, đời sống của mình, chất lượng cái phẩm chất trong cái đời sống của mình nó đang đi xuống. Một con người tỉnh thức là một con người luôn luôn nhận ra được cái tình trạng của chính bản thân mình. Cho dù là họ có thể lạc lối một cái khoảng thời gian, là họ sẽ nhận ra là hình như mình đang xuống dốc, mình đang có cái gì đây phải điều chỉnh lại. Đó là một con người tỉnh thức. Còn phần lớn cái đời sống của chúng ta bây giờ đó là
sống gọi là unconscious, là sống trong vô thức luôn. Vì mình đang huấn luyện cho mình trở thành vô thức mà. Từ cái việc là mình vô thức, mình coi iPad, mình cứ scroll như vậy, đúng không? Là mình đang thể hiện cái vô thức, mình làm việc đó vô thức. Rồi mình làm việc mà không chú tâm, mình cứ ở sống ở trong một cái thế giới ảo nào đó đó. Mình không có ra ngoài để mà mình lắng nghe người khác, mình chia sẻ với người khác. Cái mối liên hệ của mình với đối những cái người xung quanh mình nó từ từ rời ra, và mình cô lập luôn chính bản thân mình. Rồi từ cái sự cô lập của mình đó, mình lại kết nối với lại những cái vật mà không có mang tính cảm xúc, hoặc là những cái vật mà chỉ để làm cho cái tâm trí của mình nó tạm thời nó quên đi thôi, nó sống ở trong một cái thế giới khác đó. Thì từ những cái việc mà mình làm hàng ngày như vậy, cái hệ sinh thái của mình đó, mình tạo ra một cái hệ sinh thái mới, là cái hệ sinh thái ở bây giờ đó chỉ có mình cô lập với lại một cái vật vô tri thôi, không có cái gì khác hết. Thì qua cái thời gian, nó là mình predict được, là mình tiên đoán được, đúng rồi, 5-10 năm nữa cái chỉ số mà người ta tự tử nó sẽ cao hơn chứ, rồi cái phẩm chất về đời sống của mình nó phải đi xuống chứ. Đó, thì cái này không có gì là gọi là lạ cả, mà chỉ cần á, là mỗi người ở trong chúng ta thay đổi cái hệ sinh thái trong người của mình thôi. Mình thay đổi chút xíu, người xung quanh của mình sẽ thay đổi chút xíu, rồi nó sẽ lan tỏa ra. Cái sức ảnh hưởng của mình á, mình đừng có đánh giá thấp cái sức ảnh hưởng của mình. Mình có thể ảnh hưởng xấu lên người khác mà mình cũng không biết cái sức ảnh hưởng nó lớn, nhưng mà mình cũng ngược lại có cái sức ảnh hưởng tốt lên người khác mà mình không biết. Ví dụ quý vị ra ngoài, quý vị cười cái gặp ai cũng cười thoải mái cái, quý vị không đo được là nó ảnh hưởng tới người ta như thế nào. Nhưng mà có chứ, có thể là cái người đó họ sắp đi tự tử rồi, và họ nhìn thấy mình cười tươi vậy, cái họ chợt nhận ra là cuộc đời này còn có cái người vui vẻ, có cái gì đó tốt đẹp trong cuộc đời này, nó bỏ ý định tự tử. Thì mình á, là trước khi mình thay đổi cái vũ trụ này thì mình phải thay đổi từ cái chính cá nhân của mình. Hồi nãy giờ là Cindy nói là cái hệ sinh thái lành mạnh là bao gồm những yếu tố nào và có ảnh hưởng lên mình như thế nào. Thì quý vị đồng ý là môi trường ảnh hưởng lên mình và mình cũng ngược lại. Vậy thì làm sao để thiết lập nên một hệ sinh thái lành mạnh? Cái yếu tố nào là cái yếu tố cần thiết nhất? Thứ nhất là thiên nhiên, kết nối với thiên nhiên. Thứ nhì là môi trường mình ở, cái căn nhà mình ở. Rồi, tiếp đến đó là cái cộng đồng và cái nơi mình sinh sống, là có những cái bậc thiện trí thức hay không, có đi về tôn giáo hay không, cái nơi làm việc của mình nó có lành mạnh hay không. Đó là cái phần về môi trường. Còn mối quan hệ thì sao? Mối quan hệ, mình đang có những cái mối quan hệ mà gọi là họ là những cái người á, những cái yếu tố mà sẽ nâng đỡ tinh thần của mình không? Mối quan hệ của mình với cha mẹ mình như thế nào? Nó có dần mất nối kết và nó đứt quãng luôn hay không? Rồi mối quan hệ của mình với chồng mình, với vợ mình thì như thế nào? Bắt đầu mình làm lại nữa. Nếu như mà cái mối quan hệ của mình gần nhất là cái người phối ngẫu của mình đi, nó có đang là nâng đỡ nhau, hoặc là nó là chỉ có là về nhà làm cho nhau khó chịu, làm cho nhau điên đảo cuộc đời, thì mình phải xem lại coi mình đang ở trong cái tình trạng nào. Rồi mối quan hệ của mình với con của mình nó đang hiện trạng của nó như thế nào. Rồi cái này là cái quan trọng nhất nè, khi mình ngồi xuống một mình với mình nè, là mình cảm thấy như thế nào, mình có hài lòng với cuộc sống mình không, mình có hài lòng với chính bản thân mình không. Nếu mà mình không hài lòng á, thì cái gì nó đang xảy ra vậy? Mình đang có những phiền não nào? Mình đang có những vấn đề gì, những vết thương gì nó đang hoành hành mình ở trong người mình? Vì mình mà không khỏe đó, là mình làm cho tất cả các hệ sinh thái xung quanh mình nó không khỏe luôn. Thì đó là cái việc đầu tiên mình làm là bắt đầu kiểm nghiệm lại. Kiểm nghiệm lại nếu cái gì nó không tốt á, hoặc là cái này là nếu mình bỏ nó vào trong cái môi trường, cái hệ sinh thái của mình, nó sẽ làm một con sâu làm rầu nổi cành. Thì mình lấy nó ra đi, mình thêm cái gì đó vào. Mình á, là xây dựng một cái quả cầu nhỏ cho mình như vậy nè. Cái gì mà không tốt đối với mình lấy ra. Rồi cái gì mà mình cảm thấy là nó lành mạnh, nó healthy cho mình, nó bỏ vô. Thì nó là cái hệ sinh thái để mình nuôi sống mình. Cái tư tưởng mà Cindy đang nói tới nó rất là hay. Nhưng mà Cindy biết không, Amin thấy là chắc quý vị cũng có nhìn thấy giống như Amin, là ai cũng muốn giống như Cindy nói hết. Và
nhiều khi người ta quên, nhưng khi Cindy nhắc lại thì người ta sẽ đều công nhận rất là hay. Nhưng cái chữ nhưng này nó khổ lắm thưa quý vị. Bây giờ mình nói về cái nhỏ nhỏ nhất là chọn lựa cái nơi mình sống và cái nơi mình làm việc. Dĩ nhiên đâu có ai muốn làm việc trong một cái không gian độc hại, đâu có ai muốn ở một cái khu mà nó ồn ào, mà có thể là có gangster nè, drug nè. Chẳng hạn như lâu lắm rồi, mấy năm về trước á, Amin với trong gia đình đó hay đi xuống dưới LA. Thì LA là một nơi mà coi như là bên thiên đường, bên địa ngục. Thì khi mà đi ngang qua những cái chỗ Malibu giàu sang á, thì hay những nhà giàu á, thì thấy nó sang quá, mình không mơ thấy được, đúng là thiên đường. Nhưng mà khi đi về những cái khu á, tự nhiên mình cảm giác mình sợ, là bởi vì mình thấy những cái gương mặt á, họ hằn lên những cái nét không có được gọi là hiền lành. Rồi nghĩa là nhìn vô là mình thấy sợ rồi, và đồng thời thấy họ chơi với những con dao xoay 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 là mình đã thấy ớn rồi. Thì Amin mới thấy rằng, với lại cái tỷ lệ tội phạm ở cái khu đó rất là cao, nhưng mà Amin lại thương cho những bé mà phải lớn lên sinh ra ở đó. Rồi bây giờ làm sao chúng thay đổi được cái môi trường, cái đó rất là khó. Mà mặc dù nước Mỹ là một cái nước mà phải nói là chính phủ rất là lo lắng tới đời sống, rồi chúng ta đóng thuế để mà giúp cho những cái nơi như vậy, nhưng mà bây giờ hiện trạng trên nước Mỹ á, không thể nào mà chúng ta chọn được một cái nơi khi mà chúng ta không có một cái nguồn tài chính kha khá. Dạ vâng. Xin đi không nói là cái môi trường mình ở nó phải rất là giàu sang. Không không, mình đang nói nghĩa là nó an ninh một chút đó. Dạ vâng. Yeah. Khi mà mình đang ở trong một cái khu phố độc hại đi, mình tạm gọi là độc hại, nó có quá nhiều cái hỗn tạp đi, thì trước tiên mình phải nhận ra là mình không thể nào ở đây lâu dài được, và mình phải có sự chuẩn bị. Nhưng mà Cindy có biết rằng giống như bây giờ đó, ai cũng biết là thí dụ như nhà ở khu Irvine nó an toàn, nhưng mà không lấy mua nha, giá thuê thôi cũng không thuê được nữa. Rồi có mấy người như là Amin, đây Amin không nói tới những người mà không có tài chính, Amin nói là những em ra trường lương cũng cao lắm đó, đi dạy học cũng 70-80 ngàn, hay là làm trong công ty cũng 80-90 ngàn, rốt cuộc thuê nhà không thuê nổi một cái phòng bé bé ở Irvine 2,000-3,000 đó. Thành ra bây giờ đó các cháu cũng nói chứ, con ở khu kia nó ồn quá, thì có nhiều người nói sao con không về những cái khu mà nó yên lặng đấy, con không có đủ tiền trả. Thành ra cái đó đó Amin vẫn là suy tư. Phải nói là chúng ta là cộng sinh, và đồng thời chúng ta có những cái là phải chấp nhận. Thì bây giờ đó giống như Amin thường thường là cũng nghe được học hỏi của Cindy một cái câu rất hay: khi mà chúng ta không thay đổi được hoàn cảnh thì chúng ta phải thay đổi từ bên trong. Thì bây giờ đó, trong cái trường hợp mà dead end như vậy, không thể nào ghét ra được cái khu độc hại. Mặc dù mình biết hết á, hàng xóm mình thấy nó đánh nhau, cảnh sát đến hoài, nhưng mà mình không có tài nào mình ghét ra được. Thực ra chị An Liên biết không, ở trong đầu của mình á, nó có rất là nhiều cái biện minh ở trong đầu của mình. Vì mình muốn trung thực, mình dám đánh đổi nhiều thứ, vì nó đòi hỏi cái lòng dũng cảm và từ bỏ nhiều thứ lắm. Ví dụ như là mình ở trong một cái hoàn cảnh mình không thay đổi được, và mình thay đổi thái độ của mình, đúng. Nhưng mình đừng lầm tưởng rằng mình có thể ở trong đó vững vàng được, và mình phải chịu những cái hậu quả mà do cái môi trường nó gây ra cho mình. Yeah. Nhưng mà có những cái câu nói ở trong người của mình nó sẽ phát ra, và nó nói là mình đi được. Nhưng thật ra là mình đi được, chứ không phải là mình đi được. Nhưng cái giá để mà mình đi nó đắt quá đi, và mình không dám từ bỏ nó. Xin đi thấy ở Việt Nam bây giờ có một cái phong trào là bỏ phố về quê, đúng không? Là cái thành thị á, họ bỏ cái thành thị đó vì cái đời sống ở đó phức tạp quá, và họ chọn về cái vùng quê để mà họ sống một cái đời sống, mình phải gọi là nó khó khăn chứ, chỉ có trồng cây trồng rau, nhưng mà họ dám đánh đổi cái việc đó. Mình không nói là tất cả mọi người đều phải rời đi, nhưng hãy làm cái công việc chuẩn bị, nếu mà ở trong cái môi trường mà mình thấy là cái này á, 5 năm nữa, 10 năm nữa nó sẽ giết chết mình, vậy thì mình có dám ở đó không, hay là mình phải tính cái đường để mà mình đi, đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam đó, cái vụ bỏ phố về quê đó có thể làm được, là bởi vì còn có cái vùng đất mà nó đến nữa, là nghĩa là cái giá cả đó, cái vấn đề tiền đó. Ở đây Amin muốn nói tới, vì Amin rất nhiều người gọi đến nói cho Amin là ở bên này nè, là Amin cũng có giúp một người thuê nhà nữa, mà trước xong rồi giờ Amin không dám hỏi kết quả, là cô ta chị này lớn rồi, chị ở chung căn nhà thuê với người mẹ, mà bây giờ người mẹ sắp mất rồi, thì chị phải đi ra khỏi căn nhà đó, vì ngày xưa còn có tiền già của mẹ, được tiền của chị cộng lại, bây giờ quay lại
lương chị không đủ đi thuê xe một phòng có 800 một tháng, chị còn không đủ nữa. Cindy thì đi đó, du lịch bằng xe rất là nhiều. Và nước Mỹ này á, nó còn rất là nhiều những cái vùng thôn quê mà cái giá của nó tương đối là nó rất là rẻ và mình có thể ở đó. Cái mà Cindy muốn cho mình nhìn thấy ở đây á, là hễ mà mình muốn đi ra là mình sẽ đi ra được. Vì không thể nói là cái giá nó đắt hoặc cái phòng share ở đây, đúng là mình muốn ở trong cái thành phố này, nhưng mà còn những nơi lân cận ở ngoài xa thì sao? Nhưng mà mình có chịu sống cái đời sống đây không? Nhưng mà nếu một người như cái chị đó đó, chẳng hạn đi một cái chị A đó, chị đang ở chung với mẹ, một tháng chị chỉ bỏ có 400, mẹ chị 400. Bây giờ mẹ mất rồi, chị đi ra ngoài. Một cái nhà gọi là ở, đây là không có nói khu an toàn đâu nha quý vị, một cái khu này cũng không có gì là an toàn hết á, là ở chung nhà với một người xe một phòng thôi. Mà bây giờ giá thấp nhất là 800 mà còn không cho nấu nhiều. Rồi có xong rồi khi mà nói tới hoàn cảnh của chị, tại vì hai người đó vô tình người chủ và chị đó cũng đều coi chương trình một tách trà, thì cứ biết Amin mới biết. Thì Amin có nói thì cái người đó hơi họ bớt cho cái chị đó hoàn cảnh 600, mà bây giờ 600 đó là họ như vậy nhưng mà cũng không có được thoải mái. Mà ở đây không phải là ở phòng đâu của quý vị, ở giống như là một cái gara mà sửa lại rất là bé nhỏ. Amin đến Amin nhìn thấy rất là ngậm ngùi. Cindy nói rất là đúng, đúng là nếu quý vị còn có khả năng tái tạo. Khi mà nói một vấn đề gì, Amin không bao giờ nói là Cindy nói cái thế là lý tưởng quá không đúng, nhưng mà Amin hay thắc mắc cho những cái người không có khả năng, như là ở Việt Nam á, có nhiều em bỏ phố, bỏ tỉnh, thành phố đi về miền quê, nhưng mà vài năm sau á, mà cái phong trào đó không phải là tự nhiên Việt Nam có đâu, Trung Quốc làm trước. Tại vì mấy cái thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải nó rất là khó cạnh tranh, người ta không sống nổi, phải ngủ ngoài đường. Những người đi làm kỹ sư đó, quý vị, lập trình viên mà ngủ ngoài đường hay là trả tiền thuê để mà chỗ tắm rửa thôi. Còn cái vấn đề đó mà chúng ta đang nói tới đó là không thể nào mà chúng ta có một cái giải quyết nó gọi là tốt đẹp cho những người mà không có đủ về tài chính, mà không có một cái hướng đi. Tại vì có nhiều người nói với anh Miên á, chị ơi, chương trình của chị sao chị nói cái gì nghe cũng đẹp, cũng dễ dàng, cũng lý tưởng. Lấy gì sống chị ơi, cuộc sống tụi em muốn đổi việc cũng đâu có được đâu, đi làm ở sampler. Mặc dù biết boss nó khó chịu, nó kỳ thị, mà tụi em cũng đâu có muốn bỏ việc. Nhiều khi mà mình nói lên trên cấp trên á, cũng đâu có ai giải quyết, chỉ là ok, nhưng mà rồi không có đâu vào đâu hết. Nhưng mà vì cuộc sống, hoặc là những người coi chương trình này á, là họ đã 50 mấy, gần 60 rồi, bây giờ họ đổi đi ra tìm việc đâu có được nữa, rồi cái lương hưu. Nhưng mà Amin chỉ nói là chương trình này nó mang tính chất là để chúng ta chiêm nghiệm thôi, chứ không thể giúp quý vị giải quyết cái gì rõ ràng. Bởi vì mỗi người là một mỗi trường hợp. Giống như chúng ta mua một cái áo cùng một cái size small, nhưng mà chưa chắc người size small đã mặc được cái áo đó. Thực ra là những cái gì mà chị An Miên đề cập tới không phải là lần đầu tiên Cindy nghe. Có rất nhiều người cũng nói là tôi không đổi được nhà, không đổi được môi trường, không đổi được việc làm. Cái mà Cindy bắt quý vị phải nhìn lại đó là thật ra quý vị làm được, chứ không phải là quý vị không làm được. Mà là nó có những cái mà mình không dám đánh đổi thôi, chứ không phải là mình làm không được. Mình có thể là thời khắc này, giai đoạn này mình làm không được, nhưng mà mình đã biết là mình sẽ phải rời bỏ nó, thì mình sẽ làm những cái công tác để mà chuẩn bị. Còn khi mà mình chấp nhận và mình nói là tôi không có con đường nào khác hết, thì đúng vậy, quý vị sẽ không có con đường nào khác cả. Nếu như mà mình chỉ có chấp nhận, mình phải thừa nhận một điều này, nếu mình bắt đầu á, mình ở trong cái chỗ đó đó, mình biết là mình có thể chết bất cứ lúc nào đi, đúng không, thì tự cái gì mình phải làm ở trong đó, phải tìm cách mình đào tẩu chứ, chạy thoát ra. Có thể là không phải là ngày hôm nay, có thể là vài năm, nhưng mà trong người của mình á, luôn luôn có cái việc sắp xếp để mà đào tẩu khỏi cái chuyện đó. Chứ mình á, còn khi á, mà mình ngồi lại và mình nói là không làm gì được cả, không làm gì được cả, nó là như vậy đó, thì mình phải xem coi cái tâm gì trong người mình nó phát sinh. Có cái tâm sợ hãi nó đang phát sinh, là chắc chắn là nó sợ, là vì cái uncertainty, là mình không biết. Cái tâm tham nó có ở trong đó nè. Khổ quá, còn tham gì nữa. Tham là vì mình muốn, mình muốn cái này, và mình không dám đánh đổi nhiều thứ khác. Mình muốn có được một đời sống tốt đẹp, một cái đời sống gọi là đầy đủ về vật chất, mình muốn cái này, nhưng mình không thấy nó và mình không chịu thừa nhận nó. Rồi tới một cái lúc nào đó đó, mình sẽ phải nhận ra rằng không có cái gì có thể đánh đổi được, có thể đánh đổi được cái về cái sức khỏe tinh thần của mình. Và nếu như mà mình đã làm cái công việc mà mình chuẩn bị á, là thoát ra đó,
thì sẽ tới một cái lúc là nó đầy đủ cái điều kiện nhân duyên để cho mình rời bỏ cái nơi độc hại đó đi. Ờ, trong cái ngành tâm lý nó có một cái bệnh nó gọi là Narcissistic Personality Disorder, là cái người này là cuồng bản thân. Và trong cái mối quan hệ này á, trong cái mối quan hệ của cái người vợ đối với người chồng mà có một cái bệnh này á, không có cách giải quyết. Có nghĩa là ở trong đó ngày nào đó thì cái người vợ này sẽ điên đảo tinh thần cho tới khi nào mà cô chết thì thôi, không có lối thoát. Vậy thì cô có muốn chấp nhận ở trong cái tình trạng đó hay không? Và cái cách giải quyết á, của tất cả các vị bác sĩ tâm lý và ngành tâm lý trị liệu đều là find the exit route, có nghĩa là hãy tìm một con đường để thoát ra. Vâng, và cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại. Vâng, và cái vấn đề đó như Cindy nói đó là ai ai cũng muốn ghét ra hết, nhưng mà có những người khi bị nặng rồi cuối cùng họ ghét ra bằng một cái phương thức rất là tồi tệ, tức là họ hủy hoại thân thể của họ bằng một cái chết, thì cái đó nó rất là trầm trọng. Trong cái quá trình mà Cindy giúp đỡ rất là nhiều những người gọi là bệnh nhân đến, thì có những ai vượt qua được và có những ai giống như là chỉ là trong chốc lát rồi lại trở lại, trở đi trở lại không? Và nếu có những cái bệnh nhân nào mà dai dẳng mà Cindy nhìn thấy rõ ràng là khó có thể hồi phục đó, thì Cindy có những cái lời khuyên nào, có những cái cách thức nào để giúp họ tốt hơn nữa? Nó có những cái môi trường, nó gọi là những cái tình trạng gọi là tạm thời, và những cái tình trạng mình phải tạm gọi, mình có thể gọi là nó không thay đổi được. Ví dụ như là cái người đó bị thay đổi về cấu trúc của bộ não khi sinh ra đi, bệnh tâm thần phân liệt ấy, thì cái cấu trúc nó đã đổi từ, vì cái DNA nó đổi từ lúc mới sinh ra rồi, thì cái đó mình không làm gì được. Nhưng cái mình có thể làm là cho những cái triệu chứng nó giảm thiểu đi. Còn bệnh nhân trầm cảm là nó có yếu tố di truyền, nhưng cái phần lớn của nó là do cái đời sống không có lành mạnh của mình, cái đời sống không có nằm ở trong cái hệ sinh thái để cho cái vực dậy cái tinh thần của mình hoặc là hỗ trợ cho mình trong cái lúc mình nằm xuống luôn. Thì đây mà khi mà mình đã rớt xuống rồi á, mình lại không có cái sức mình đứng lên, tự mình đứng lên. Thì đó là lý do tại sao mình phải thiết lập ra cái hệ sinh thái, là khi mà mình đang ở trong cái mức độ thấp như vậy đó, thì người xung quanh họ nâng đỡ mình lên. Đây mình có được một cái người phối ngẫu mà họ nâng đỡ về tinh thần của mình. Mình làm việc ở trong cái môi trường mà người ta thương yêu mình. Mình sống đi, mình sống trong một cái căn nhà ngăn nắp, hoặc là mình sống tiếp cận với thiên nhiên á, thì những cái yếu tố đó nó sẽ đưa mình ra khỏi cái giai đoạn cho tới khi nào mình có thể tự đứng vững được mình. Vì sao những bệnh nhân trầm cảm khi mà để họ trong một cái căn phòng giống như là một cái tòa nhà chẳng hạn, cứ đi ở trong đó vào rồi ăn ngủ ở trong đó, nằm ở trong đó, coi TV, không thể nào thoát được. Mà phải đưa họ về những cái activity là đi dã ngoại, đi chân đất, đi tiếp xúc với thiên nhiên, đi hiking. Vì sao những cái đó lại hỗ trợ họ? Là vì có phải là cái môi trường, cái hoàn cảnh của mình sống đó, nó làm cho tình trạng của mình nó tồi tệ hoặc là nó tốt hơn. Tức là họ luôn luôn phải cần có những người giúp đỡ họ và những người săn sóc họ. Mình á, con người của chúng ta cho dù đang khỏe mạnh như vậy nè, thì sẽ có một lúc nào đó mình cần sự giúp đỡ. Mà cái mà nó readily available, nó sẵn sàng ở với mình đó, là do mình sắp nó ở chung quanh cuộc đời của mình. Chỉ khi mình cần họ mới tới được. Còn mình đã sắp mình ở trong một cái những người chung quanh của mình đó, là sẽ làm cho tình trạng mình tồi tệ hơn. Thì khi tình trạng mình nó rớt xuống thì những yếu tố này sẽ làm cho mình tồi tệ hơn. Thì khi mà mình đang khỏe mạnh như vậy nè, mình đang là ok như vậy rồi, thì mình hãy sắp xếp đi. Mình bắt đầu để pieces cái gì, giống như là Cindy hay nói là emergency funding, hoặc là những cái yếu tố mà cho trường hợp nguy cấp nó xảy ra. Thì những đơn vị này bao gồm cả người thân, therapist, môi trường, các vị thầy, tất cả những người đó, hãy place họ ở trong cái circle, cái vòng tròn của cuộc sống của mình. Hễ mà khi mà mình cần á, là mình access được, mình có thể tiếp cận họ được. Còn mình ở xa quá, mình chưa bao giờ tiếp xúc với họ, mình chưa bao giờ đưa họ vào hệ sinh thái, cái lúc mà mình đi tìm nó sẽ rất là khó khăn. Thì nếu mà mình đang ở trong cái môi trường mình gọi là ghê quá, không có gì khác hết, thì bắt đầu plan người nào có thể giúp đỡ mình trong cái giai đoạn này để cho mình có thể đi ra.
rồi cái người nào có thể giúp đỡ về mặt tinh thần của mình, mời họ vào. Cái hoàn cảnh nào, cái môi trường nào tạm thời trong cái thời gian này á, mình có nên cư trú một thời gian không, tách lui ra một thời gian không, hay là mình tiếp tục như vậy. Cindy luôn nghĩ rằng cái cách giải quyết á, là nó luôn đi theo cái muốn của mình. Hễ mà mình muốn cái gì, mình sẽ tìm cái cách giải quyết nó đi theo cái muốn đó. Còn mình đã không muốn rồi á, là nó sẽ có rất là nhiều cái cản trở, và nó tự mình tự trấn an mình á, là không làm được đâu. Ngày xưa đó thì anh Minh tin hoàn toàn 100% mình muốn mình sẽ thay đổi. Như ngày nay thì anh Minh qua mấy chục năm cuộc đời, nhìn bao nhiêu là sóng gió của những chung quanh của mình, những trường hợp, những hoàn cảnh, rồi lắng nghe, anh Minh không còn tin câu đó 100%. Tại vì anh Minh nhìn thấy có những người muốn nhưng cuối cùng bởi vậy cho nên anh Minh vẫn có một cái góc nhỏ là tin vào số mệnh, mặc dù nó nhỏ xíu à. Cũng có nhiều khi anh Minh nói cái việc anh Minh không tin số phận, tại vì số phận chỉ là những gì sắp xếp do gọi là kiếp trước kiếp sau, do nhân và quả. Anh Minh đồng ý, nhưng mà mình nắm một vai trò 90%, nhưng sau này anh Minh giảm lại, mình chỉ đóng vai trò 50-50. Là bởi vì sao? Có những khi mình bé nhỏ tới độ mình muốn thay đổi, nhưng mà cái hoàn cảnh, và đó là lý do mỗi lần mà nghe chuyện người này cuối cùng phải chọn một con đường rất là đau đớn, chết, hoặc là gọi là đẩy vào một cái cõi gọi là đến cái chỗ gọi rất là tệ hại, giống như là những cái cô gái ở Việt Nam phải lấy chồng ngoại quốc rồi bị đánh đập rồi tàn nhẫn, hoặc là bị giết chết nữa mà chúng ta chưa biết đến nữa, thì Ami mới không thể nào, họ đâu có muốn vậy đâu, nhưng mà bây giờ họ chạy đi đâu. Thành ra Ami mới nói có những lúc chúng ta trở nên vô vọng và tuyệt vọng, thì cái điều mà Ami thường nói cho mình chứ không dám nói cho ai là mình chỉ tin vào niềm tin của tôn giáo để giúp cho mình có thêm sức mạnh và mong rằng cái số phận nó thay đổi, nó đưa mình đến một cái nơi khác. Cái ở đây á, là Cindy muốn nhấn mạnh là không có cái gì gọi là tuyệt vọng hoặc là vô vọng. Vì có thể là trong cái lúc này cái sức của mình nó không đủ. Thực sự mình phải thừa nhận là cái sức mình không đủ, thì mình có thể nương tựa vào một cái sức lực nó to lớn hơn mình, đó là niềm tin về tôn giáo. Nhưng mà khi những cái người bệnh nhân trầm cảm mà họ tự tử á, là vì trong đầu của họ lóe lên cái suy nghĩ là nó tuyệt vọng, cho nên họ mới đi tự tử. Còn trách nhiệm của người tư vấn tâm lý hoặc là những bác sĩ trị liệu tâm lý là không bao giờ cho họ hình thành cái ý nghĩ trong đầu của họ đó là vô vọng và tuyệt vọng. Vì từ những cái hạt giống đó nó mới nảy sinh ra một cái con đường gọi là kết thúc cuộc đời của mình. Có thể là trong cái lúc này sức mình làm được thì nhờ những cái hỗ trợ khác, và niềm tin về tôn giáo cũng là một niềm hy vọng, đúng không? Vì là mình tin vào tôn giáo thì mình là hy vọng. Hoàn cảnh nó cũng chịu theo cái luật của vô thường của nó, có nghĩa là nó thay đổi liên tục. Mình ở trong cái hoàn cảnh là trong tù chẳng hạn, là có nhiều cái vị mà sư đi tư vấn trong tù là lifetime, cả cuộc đời không có parole, không được đi ra ngoài luôn. Nhưng làm sao mà mình có thể dám chắc rằng cái việc đó nó sẽ xảy ra như vậy? Vì cái định luật vô thường nó luôn luôn thay đổi dựa trên cái hành vi và hành động của cái người đó. Nếu như cái người đó có nghĩa là mình làm gì đi nữa thì mình cũng chết ở trong này, thôi vậy mình quậy phá, mình giết người tiếp tục, mình đập phá đi, thì chắc chắn rằng bạn sẽ ở trong đó mãi mãi. Nhưng mà cái chuyện đó nó lại là khác. Bởi vì cái người đó là vì một cái lỗi lầm hoặc là một cái phạm tội trọng hay cái gì đó mới lại bị một cái sentence, một cái án nặng như vậy. Còn ở đây anh Minh đang nói tới một cái người bình thường trong một môi trường bình thường. Một cái thí dụ rõ ràng nhất là chẳng hạn đi vượt biên. Như là anh Minh cũng có những người ăn ruột thịt đi vượt biên, thì vì hoàn cảnh đẩy đưa, gọi là gọi đi nghĩa vụ, mà đi là hồi đó đi là dễ chết, rồi nghe người nọ bạn bè rủ nhau đi vượt biên là đi, rồi gia đình cũng đưa cho đi, thì cái đó cũng là dead end, nhưng mà không có chịu, nghĩa là mình không phải là vì không đi được là mình phải chịu chết, thế là cũng tìm một con đường để mà đến một bến bờ tự do. Nhưng mà trên con đường đi ra biển đó, tại vì Cindy nãy có nói một câu là không chấp nhận chữ tuyệt vọng và vô vọng, thì anh ấy muốn cho quý vị biết là chúng ta sẽ có những lúc rơi vào tuyệt vọng và vô vọng. Bởi vì lên đên ngoài biển, bao nhiêu tàu ngoại quốc đi ngang không vớt, rồi trên tàu đó lại gặp cướp, thì cướp có bắt một số những phụ nữ, rồi một số chết đói đang nằm ở đó, chưa chết nhưng mà nằm đói ở đó rồi, thì sau này cái người đó, một cái người mà còn sống họ kể lại. Tàu 150 mấy người, cuối cùng đến Singapore một tháng trời lên đên, chỉ còn 5 người sống. Thì 140 mấy người kia là như thế nào?
họ đâu có chạy đi đâu được. Thành ra ý anh em muốn nói có những lúc chúng ta là vô vọng và tuyệt vọng, là không phải chúng ta gây ra một cái gì đó, nhưng mà nó theo ở cái này á, thì biết gì bây giờ thì chúng ta phải giải quyết. Nghĩa là gia đình anh em và mọi người mà có thân nhân chết á, đều nghĩ rằng đó là phần số. Thì chính cái đó để giúp cho chúng ta không mất hy vọng dù chúng ta còn sống và thân nhân đã mất. Không phải anh Miên nói ra để cho quý vị thấy nản lòng, ôi cô này cô nói vậy là mình không thay đổi nữa, không. Cindy rất đúng, lúc nào con người ta cũng yêu sự sống và muốn những cái gì tốt đẹp, ngay cả khi chúng ta bị bệnh bác sĩ nói là không còn sống sót được, nhưng mà vẫn cố gắng sống được 1 tháng 2 tháng 1 năm 2 năm, chúng ta vẫn phải sống một cách thoải mái cho tốt đẹp nhất thôi. Nhưng mà bảo rằng là chúng ta sẽ có một chân trời mới tươi đẹp thì đối với anh Miên á, mình đừng có hy vọng nhiều quá, giống như kỳ vọng đó. Cha mẹ kỳ vọng nhiều quá, cuối cùng con cái không đạt được lại đâm ra khổ sở. Thì những gì Cindy nói, An Miên hoàn toàn đồng ý, là chúng ta phải tạo cho mình một cái hệ sinh thái lành mạnh. Dạ vâng, trong cuộc đời của mình á, là cái việc duy nhất mình có thể làm á, là làm hết cái khả năng của mình. Và mình tin rằng nếu mình làm tốt thì mình sẽ có một cái kết quả tốt. Nhưng kết quả là không do mình chọn. Ví dụ như kết quả như thế nào thì cái thái độ của mình á, là mình chấp nhận vì mình làm hết sức của mình rồi. Thì ở đây á, là cái hành vi và nhận thức của mình. Quý vị không có hình dung được là hành vi và nhận thức của mình nó quyết định cuộc đời của mình nó như thế nào. Nếu như mà mình ở trong một cái trạng thái mà mình nhận định á, là mình sẽ như vậy, mình sẽ bị như vậy thì mình sẽ bị như vậy. Còn nếu mà mình nhìn một cái khái niệm rằng mình sẽ làm hết sức của mình và cuộc đời của mình nó sẽ tốt và nó sẽ thay đổi và cái tất cả mọi thứ nó đều sẽ qua đi và nó sẽ thay đổi, thì nó sẽ đi theo cái đường như vậy. Thì có phải là quan trọng là cái tâm của mình á, vạn pháp duy tâm tạo, là tất cả mọi thứ là đều do tâm của mình nó phát ra, nó phóng ra. Mình là một cái điều kiện nhân duyên cho mình, là một cái điều kiện cho các yếu tố của nhân nó trổ thành quả. Nếu cái điều kiện của mình á, là ở trong một cái suy nghĩ tiêu cực thì mình sẽ làm cho những cái hạt giống tiêu cực đó nó trỗi sinh ra. Thì ra cái quả thì mình lại khẳng định là à mình đúng là vì nó ra, mình thấy mình tuyệt vọng mà cho nên nó ra quả đó. Nhưng mình không biết rằng vì cái thái độ tiêu cực của mình đó, mình mới nuôi dưỡng cái hạt giống đó cho nên mới ra cái quả đó. Cũng cùng một cái đó đi, ví dụ một người sanh ra mất một cái tay và người kia cũng mất một cái tay, nhưng hai thái độ sống khác nhau, hai thái độ hoàn toàn khác nhau, thì cuộc đời của người nào ấy sẽ tốt hơn người nào. Nhưng mà cái quả nó ra, nó không cần phải là đợi 5 năm mới thấy được kết quả. Cái quả đó nó xảy ra ngay lập tức ở trong tâm của mình. Hễ mà cái người đó có một cái suy nghĩ tích cực nó trỗi lên, thì cái quả dễ chịu, cái quả tốt đẹp đó, nó đã xảy ra ở trong cái hiện tượng tâm của mình rồi. Vì sao mình lại nhận cái đó đi? Vì mình hưởng được cái đó ngay lập tức. Bởi vì tất cả chúng ta là cảm xúc. Khi chúng ta chấp nhận và thoải mái với những cái cảm xúc thì chúng ta không có còn dày vò đau khổ, như cũng lần mình cũng nói về khổ và cảm xúc. Nhưng mà còn cái kết quả để chúng ta nhìn thấy, như trồng cây chanh sẽ được có một trái chanh hay trồng cây cam có một trái cam, thì cái vấn đề đó là còn tùy thuộc rất là nhiều. Bởi vậy như nãy Cindy nói là hệ sinh thái, anh Miên rất là thích, nghĩa là dùng một cái gọi là ẩn ngữ, hệ sinh thái là cuộc sống của chúng ta. Thì giống như là chúng ta trồng cây, chúng ta đều mong muốn là ra trái, và chắc chắn là quý vị phải săn sóc cái cây đó nở rồi. Nhưng mà nó có nở hay không nở, nó lại có tùy thuộc vào nhiều điều kiện khác, vì nó gọi là cộng sinh mà. Đôi khi nó mới có nở hoa, cái gió mưa một cái nó rụng hết những cái hoa. Cho nên tất cả cái gì đối với An Miên á, bất cứ một vấn đề gì An Miên, đối với An Miên là hoàn toàn không có chữ tuyệt đối, mà chỉ là tương đối và tùy theo mỗi trường hợp khác nhau. Dạ vâng, những cái nhìn của mình á, là mình phải rất là xem lại coi là cái nhìn của mình nó sẽ thể hiện được cái tình trạng hiện tại của mình và cái kinh nghiệm của quá khứ của mình. Nếu như kinh nghiệm của quá khứ của mình á, mình trải qua rất là nhiều yếu tố gọi là không thấy gì sáng sủa mà cũng không thấy gì, mình cầu nguyện bao nhiêu nó cũng ra như vậy, thì vì kinh nghiệm quá khứ của mình á, mình mất niềm tin luôn. Và có những cái nỗi sợ, những vết thương trong người mình không suy nghĩ tích cực được. Cho nên mình nói là một cái phản chiếu lại để coi là ủa sao kỳ vậy? Tại sao mình không có niềm tin được, mình không có hy vọng được? Tại sao mình lại nghĩ là nó không thể ra như vậy? Cái đó là để cho mình coi lại tình trạng của mình như thế nào. Còn nếu như mà tình trạng của mình ổn đi, mình kêu kinh nghiệm quá khứ là kinh nghiệm quá khứ, đúng vậy. Còn bây giờ là mình vẫn có hy vọng và mình sẽ làm tốt nhất trong cái vai trò của mình trong cái giây phút hiện tại. Và Cindy không nghĩ rằng cái kết quả nó phải ra để cho mình có hưởng cái hạnh phúc đâu, mà giống như Cindy đã nói, suy nghĩ, chỉ cần một suy nghĩ tích
cực thôi, thì cái cảm giác dễ chịu nó đã xảy ra rồi. Thì vì cái cảm giác dễ chịu này á, mình sẽ có những cái hành vi nối tiếp những cái cảm giác đó. Thì cái cho dù là cái quả nó ra là mình có việc làm tốt hơn hay không đi nữa thì không quan trọng nữa. Vì tất cả mọi thứ đó là để cho mình cảm giác dễ chịu thôi, mà mình đã có cái đó rồi, đúng không? Vâng, đúng vậy. Và thưa quý vị, cũng giống như là chúng ta vẫn biết rằng khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta tìm đến tôn giáo không phải là luôn luôn để cho tôi tốt hơn hay cho tôi được hưởng nhiều phước báu, mà trong lúc chúng ta đi tìm đến tôn giáo, chúng ta cầu nguyện thì là chúng ta đã hạnh phúc trong cái giây phút đó. Bởi vì giây phút đó là cái giây phút mà chúng ta hoàn toàn chỉ là chúng ta và niềm tin tuyệt đối nơi tâm linh. Vâng. Thì Cindy để chốt lại tất cả các hệ sinh thái là hệ sinh thái sẽ quyết định cái chất lượng phẩm chất đời sống của mình, và mình có can thiệp được vào cái hệ sinh thái này bao nhiêu phần trăm thì tùy mọi người. Đúng vậy, không thể là 100%, nhưng làm hết cái phần của mình đi để mà mình thiết lập cái hệ sinh thái đó. Nếu như mà mình có cái khả năng là đưa mình ra cái môi trường độc hại thì hãy thoát ra, còn nếu hiện tại chưa thoát ra được thì hãy chuẩn bị, có những cái bước để chuẩn bị để thoát ra, nhưng không được chấp nhận là mình ở trong cái hoàn cảnh đó hoài. Nếu tình trạng tâm lý của mình đang bất ổn, đừng chấp nhận nó. Mình chỉ bất chấp nhận là hiện tại tình trạng tôi vậy, nhưng tôi sẽ thoát ra. Nếu như mình ở trong cái mối quan hệ mà mình đánh đập về thể xác, đừng chấp nhận nó. Bây giờ tôi không thoát ra được, 5 tháng sau, bây giờ tôi làm những cái phương cách để tôi thoát ra. Bây giờ tôi không thể tiếp xúc với thiên nhiên được, nhưng mà tôi sẽ làm bằng cái cách là sáng tôi ra thở. Tôi nhìn cây, làm cái gì mà trong cái khả năng của mình, cho tới khi nào mà cái hệ sinh thái của mình nó càng ngày càng lớn ra, nó càng khỏe mạnh, nó càng ấy, thì người của mình nó được nuôi dưỡng, nó càng ngày nó sẽ càng tốt hơn. Bây giờ mình làm được một phần thì hãy làm tốt những cái phần đó, nhưng mà mình sẽ muốn làm cho nó tốt hơn, nở hoa, để khi nào đó mình là hòa nhập vào trong một cái hệ sinh thái mà cho dù ở cái tình trạng đeo nào đi nữa đó, mình có rớt như thế nào thì cái hệ sinh thái này cũng nâng mình dậy. Thì đừng bỏ qua cái phần quan trọng này. Đa phần những bệnh nhân mà đi tìm sự tự tử hoặc là kết thúc đời mình là vì không có cái hệ sinh thái này. Thì cái mà Cindy muốn cho quý vị hôm nay để mà nhấn mạnh là mình về mình xem lại tất cả các yếu tố đó trong cuộc đời của mình. Cái gì chưa tốt thì hãy làm cho nó tốt. Cái gì mà độc hại lấy nó ra và bắt đầu xây dựng từ những cái viên sỏi nhỏ nhất để làm cho mình ở trong một cái hệ sinh thái gọi là nuôi dưỡng mình, và nó phù hợp nhất cho cái bản thân của mình. Vì hệ sinh thái của Cindy khác với hệ sinh thái của quý vị. Vâng, đúng vậy, và cảm ơn Cindy rất là nhiều, và hoàn toàn đồng ý với những gì mà Cindy vừa nói là chúng ta phải cố gắng thay đổi để mà xây dựng một cái hệ sinh thái của riêng chúng ta. Và với một hệ sinh thái chung trong vũ trụ, nếu mỗi một người mà làm những được cái điều mà giống như Cindy nói thì An Miên tin rằng hệ sinh thái của chúng ta và môi trường sống của chúng ta càng ngày càng bớt ô nhiễm, và có thể chúng ta tạo thêm một hệ sinh thái nhân tạo tuyệt vời. Vâng, cảm ơn Cindy rất là nhiều, và cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện hôm nay. Chương trình Một Tách Trà xin hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình khác. Chúc quý vị một ngày thật an lành.